Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của khoáng chất. Một khoáng chất trong thực phẩm là gì? Trong bối cảnh dinh dưỡng, khoáng chất là một nguyên tố hóa học cần thiết như một chất dinh dưỡng thiết yếu của các sinh vật để thực hiện các chức năng cần thiết cho sự sống. Năm khoáng chất chính trong cơ thể con người là canxi, phốt pho, kali, natri, magie. Khoáng sản giải thích là gì? Khoáng chất là những chất được hình thành tự nhiên trong trái đất. Chúng ta là những khối đá xây dựng. Khoáng chất thường ở dạng rắn, vô cơ, có cấu trúc tinh thể và hình thành sự tự nhiên bởi các quá trình địa chất. Nghiên cứu về khoáng sản được gọi là khoáng vật học. Tại sao chúng ta cần khoáng sản? Cũng giống như vitamin, khoáng chất giúp cơ thể bạn tăng trưởng, phát triển và khỏe mạnh. Cơ thể sử dụng các khoáng chất để thực hiện nhiều chức năng khác nhau, từ xây dựng xương, chắc khỏe, đến truyền xung thần kinh. Một số khoáng chất thậm chí được sử dụng để tạo ra hormone hoặc duy trì nhịp tim bình thường. Lợi ích của khoáng sản là gì? Cũng giống như vitamin, khoáng chất giúp cơ thể bạn tăng trưởng, phát triển và khỏe mạnh. Cơ thể sử dụng các khoáng chất để thực hiện nhiều chức năng khác nhau, từ xây dựng xương chắc khỏe đến truyền xung thần kinh. Một số khoáng chất thậm chí được sử dụng để tạo ra hormone hoặc duy trì nhịp tim bình thường. Các khoáng chất quan trọng nhất là gì? Trong một những nhiệm vụ chính của khoáng chất chính là duy trì sự cân bằng hợp lý của nước trong cơ thể. Natri, chlorua và kali dẫn đầu trong việc này. Ba khoáng chất chính khác là canxi, phốt pho và magie rất quan trọng đối với xương khỏe mạnh. Những bất lợi của khoáng sản là gì? Nhược điểm: khai thác, chúng ta không nhận ra rằng có một tác động to lớn này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ngay cả đối với hành tinh của chúng ta, các những tác động này bao gồm xói mòn, hình thành hố sụt, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm đất, nước ngầm và nước mặt bởi các hóa chất từ các quá trình khai thác. Những khoáng chất nào ta cần hàng ngày? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là những thành phần và vitamin tổng hợp của bạn nên có. Vitamin D giúp cơ thể chúng ta hấp thụ canxi, rất quan trọng đối với sức khỏe của xương. Magie là một chất dinh dưỡng thiết yếu, có nghĩa là chúng ta phải lấy nó từ thực phẩm hoặc chất bổ sung. Canxi, kẽm, folate, vitamin B12. Cấu trúc của chúng sản là gì? Khoáng sản là gì? Một khoáng chất là một chất rắn vô cơ, tinh thể. Một khoáng chất được hình thành thông qua các quá trình tự nhiên và nó thành phần hóa học xác định. Khoáng chất có thể được xác định bởi các tính chất vật lý đặc trưng của chúng như cấu trúc tinh thể, độ cứng, vẹt và sự phân tách. Điều gì xảy ra nếu bạn không nhận đủ khoáng chất? Khoáng chất là các loại chất tinh dinh dưỡng cụ thể mà cơ thể bạn cần để hoạt động đúng. Một khoáng chất nhiều thiếu hụt xảy ra khi cơ thể bạn không được lấy hoặc hấp thụ số tiền yêu cầu của một khoáng sản. Thiếu hụt khoáng chất có thể dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe, chẳng hạn như xương yếu, mệt mỏi hoặc hệ thống miễn dịch bị suy giảm. Làm thế nào để chúng ta có được khoáng sản? Khoáng chất bao gồm canxi và chất trong có nhiều loại khác và được tìm thấy trong: thứ nhất thịt, thứ hai ngũ cốc, thứ ba cá, thứ bốn sữa và thực phẩm từ sữa, thứ năm trái cây và rau quả, thứ sáu quả hạt. Con người có làm khoáng sản không? Chúng ta không sản xuất các khoáng chất thiết yếu trong cơ thể. Chúng ta nhận được chúng từ chế độ ăn uống của chúng ta. Các khoáng chất đến từ đá, đất và nước, và chúng được hấp thụ khi thực vật phát triển hoặc bởi động vật khi động vật ăn thực vật. Tuy nhiên, thực phẩm tươi không phải là nguồn khoáng chất duy nhất của chúng ta. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.